Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 13. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ hằng quên tôi cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt cùng tôi cho đến bao giờ? Tôi phải lo lắng nơi linh hồn tôi, hằng ngày buồn thảm nơi lòng tôi cho đến bao giờ? Kẻ thù nghịch tôi sẽ trỗi hơn tôi cho đến chừng nào? Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy xem xét nhậm lời tôi và làm cho mắt tôi được sáng, kẻo tôi phải ngủ chết chăng? Kẻo kẻ thù nghịch nói rằng ta đã thắng hơn nó, và cái cừu địch mừng rỡ khi tôi siêu tỏ. Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa, lòng tôi khoái lạc về sự cứu rỗi của Chúa. Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài đã làm ơn cho tôi. Chương 20. Một ngày trong những ngày đó, Đức Chúa Giê-xu đương dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao truyền tin lành. Thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đến thình lình hỏi Ngài như vậy: Hãy nói cho chúng tôi, bởi quyền phép nào mà thầy làm những điều này, hay là ai đã ban cho thầy quyền phép ấy? Ngài đáp rằng: Ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy nói cho ta, phép báp têm của Giăng đến bởi trên trời hay là bởi người ta? Và những người ấy bàn cùng nhau rằng: Nếu chúng ta nói bởi trời thì người sẽ nói với ta rằng vậy sao các ngươi không tin lời người? Lại nếu chúng ta nói bởi người ta thì cả dân sự sẽ ném đá chúng ta, vì họ đã tin chắc Giăng là một đấng tiên tri. Vậy nên họ trả lời rằng không biết phép ấy bởi đâu mà đến. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Ta cũng không nói cho các ngươi bởi quyền phép nào ta làm những điều này. Đức Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng lời thí dụ này: Người kia trồng một vườn nho, đã cho kẻ trồng nho mướn rồi bỏ xứ đi lâu ngày. Đến mùa nho, chủ sai một đầy tớ tới cùng những kẻ trồng nho đặng nhận một phần hoa lợi. Song bọn trồng nho đánh đầy tớ đuổi về tay không. Chủ lại sai một đầy tớ khác nữa, song họ cũng đánh, chửi và đuổi về tay không. Chủ lại sai đầy tớ thứ ba, song họ cũng đánh cho bị thương và đuổi đi. Chủ vườn nho bèn nói rằng: Ta làm thế nào? Ta sẽ sai con trai yêu dấu ta đến, có lẽ chúng nó sẽ kính nể. Xong, khi bọn trồng nho thấy con trai ấy thì bàn với nhau như vậy: Kìa, ấy là con kế tự, hãy giết nó, hầu cho gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bèn liện con trai ấy ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy chủ vườn sẽ xử họ làm sao? Chủ ấy chắc sẽ đến diệt những kẻ trồng nho này, rồi lấy vườn giao cho người khác. Ai nấy nghe những lời đó thì nói rằng: Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Đức Chúa Giê-xu bèn ngó họ mà rằng: Vậy thì lời chép hòn đá thợ xây nhà bỏ ra trở nên đá góc nhà nghĩa là gì? Hễ ai ngã nhầm đá này thì sẽ bị dập nát, còn đá này ngã nhầm ai thì sẽ dập người ấy. Chính giờ đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách giết Ngài, vì hiểu Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, nhưng lại sợ dân chúng. Họ bèn dòm hành Ngài, sai mấy kẻ do thám giả làm người hiền lành để bắt bẻ Ngài trong lời nói, hầu để nộp Ngài cho kẻ cầm quyền và trong tay quan tổng đốc. Những người đó hỏi Đức Chúa Giê-xu câu này: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy dỗ theo lẽ ngay thẳng, không tư vị ai, lấy lẽ thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời. Chúng tôi có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Xong Đức Chúa Giê-xu biết mưu họ thì đáp rằng: Hãy cho ta xem một denier. Denier này mang hình và hiệu của ai? Họ thưa rằng của Caesar. Ngài bèn phán rằng: Vậy thì của Caesar hãy trả lại cho Caesar, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Trước mặt dân chúng, họ không bắt lỗi lời Ngài phán chi được, và lấy lời đáp của Ngài làm lạ thì nín lặng. Có mấy người Sa-đu-xê là người vẫn quyết rằng không có sự sống lại, đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, Môi-se đã truyền lại luật này cho chúng tôi,
nếu người kia có anh, cưới vợ rồi chết, không con, thì người phải cưới lấy vợ quá đó để nối dòng cho anh mình. Vậy có 7 anh em. Người thứ nhất cưới vợ rồi chết, không con. Người thứ hai cũng lấy vợ đó, rồi đến người thứ ba, hết thảy 7 người cũng vậy, đều chết đi không có con. Rốt lại, người đàn bà cũng chết. Vậy thì đến ngày sống lại, đàn bà đó sẽ là vợ ai, vì 7 người đều đã lấy làm vợ? Đức Chúa Giêsu phán rằng, con cái của đời này lấy vợ gả chồng, song những kẻ đã được kể đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại thì không lấy vợ gả chồng, bởi họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các thiên sứ và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. Còn về sự kẻ chết sống lại, Môi-se đã cho biết trong câu chuyện về bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Vậy, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống, vì ai nấy đều sống cho Ngài. Có mấy thầy thông giáo cất tiếng thưa Ngài rằng, lại thầy, thầy nói phải lắm. Họ không dám hỏi Ngài câu nào nữa. Đức Chúa Giêsu hỏi họ rằng, làm sao người ta nói được rằng Đấng Christ là con vua David? Vì chính vua David đã nói trong sách Thi Thiên rằng, Chúa phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến khi ta bắt kẻ nghịch ngươi làm bệ chân ngươi. Vậy vua David gọi Ngài bằng Chúa, có lẽ nào Ngài là con vua ấy được? Khi dân chúng đương nghe, thì Ngài phán cùng môn đồ rằng, hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là người ưa mặc áo dài đi dạo và thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, mà nuốt gia tài của đàn bà quá, họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Chương 25. Abraham cưới một người vợ khác, tên là Ketura. Người sinh cho Abraham Simram, Yokchan, Medan, Madian, Yitbak và Suach. Yokchan sinh Sheba và Dedan. Con cháu của Dedan là họ Achurim, họ Letuchim và họ Leumim. Con trai của Madian là Epha, Efe, Hanok, Abida và Enda. Các người trên đây đều là dòng dõi của Ketura. Abraham cho Isaac hết thảy gia tài mình, còn cho các con dòng thứ những tiền của. Rồi khi còn sống, người sai họ qua đông phương mà ở, cách xa con dòng chính là Isaac. Abraham hưởng thọ được 175 tuổi, người tuổi cao tác lớn và đã thỏa về đời mình, tắt hơi, được quy về nơi tổ tông. Hai con trai người, Isaac và Ismael, chôn người trong hang đá Macpela tại nơi đồng của Ephron, con trai Soha người Hethit, nằm ngang Mamre. Ấy là cái đồng mà lúc trước Abraham mua lại của dân họ Heth. Nơi đó họ chôn Abraham cùng Sarah vợ người. Sau khi Abraham qua đời, Đức Giê-hô-va ban phước cho Isaac con trai người. Isaac ở gần bên cái giếng La Chai Roi. Đây là dòng dõi của Ismael, con trai của Abraham, do nơi nàng Aga, người Egypto, con đòi của Sarah đã sinh. Và đây là tên các con trai của Ismael, sắp thứ tự theo ngày ra đời. Con trưởng nam của Ismael là Nebaioth, kế sau Keda, Akbeen, Mibosam, Mitma, Duma, Masa, Hada, Thema, Yethu, Naphit và Ketma. Đó là các con trai của Ismael và tên của họ tùy theo làng và nơi đóng trại mà đặt. Ấy là 12 vị công hầu trong dân tộc của họ. Ismael hưởng thọ được 137 tuổi rồi tắt hơi mà qua đời, được quy về nơi tổ tông. Dòng dõi người ở trước mặt anh em mình, từ Havila cho đến Sura, đối ngang Egypto chạy qua Assyri. Đây là dòng dõi của Isaac, con trai Abraham. Abraham sinh Isaac, và khi Isaac được 40 tuổi thì cưới Rebecca, con gái của Betuel và em gái của Laban, đều là dân Aram, ở tại xứ Phadan Aram. Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ.
Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó nên cho Rebecca thọ thai. Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng thì nàng nói rằng: "Nếu quả thật vậy, cớ sao điều này xảy đến làm chi?" Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán rằng: "Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra. Dân này mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Đến ngày nàng phải sinh nở, này hai đứa sinh đôi trong bụng nàng ra. Đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơi lông, đặt tên là Ê-sau. Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót Ê-sau, nên đặt tên là Gia-cốp. Khi sinh hai đứa con này thì Isaac đã được 60 tuổi. Khi hai đứa trai này lớn lên thì Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thường giông ruổi nơi đồng ruộng, còn Gia-cốp là người hiền lành cứ ở lại trại. Isaac yêu Ê-sau vì người có tính ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Gia-cốp. Một ngày kia, Gia-cốp đang nấu canh, Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm, liền nói cùng Gia-cốp rằng: "Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm." Bởi cớ ấy người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm. Gia-cốp đáp rằng: "Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi." Ê-sau đáp rằng: "Này, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi?" Gia-cốp đáp lại rằng: "Anh hãy thề trước đi." Người bèn thề. Vậy người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. Rồi Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và canh phạn đậu. Ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy Ê-sau khinh quyền trưởng nam là thế. Chương 26. Trừ cơn đói kém thứ nhất trong đời Abraham, bây giờ tại xứ lại có một lần nữa. Isaac bèn đi đến Abimelech vua Philistin tại Gera. Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: "Chớ xuống xứ Ai Cập, hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho. Hãy ngủ trong xứ này, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi, vì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi các xứ này, và ta sẽ làm thành lời ta đã thề cùng Abraham cha ngươi. Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ này. Hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước, vì Abraham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lệnh, luật và lệ của ta." Vậy Isaac ở tại Gera. Bởi nàng Rebecca sắc sảo dung nhan, nên khi dân xứ đó hỏi thăm vợ người thì người đáp rằng: "Ấy là em gái tôi. E khi nói ấy là vợ tôi thì họ sẽ giết mình chăng?" Vả người ngủ tại xứ đó cũng đã lâu. Một ngày kia Abimelech vua Philistin ngó ngang qua cửa sổ, thấy Isaac đang giỡn chơi cùng Rebecca vợ người, bèn đòi Isaac mà rằng: "Quả thật là vợ ngươi đó, sao có nói ấy là em gái tôi?" Isaac đáp rằng: "Vì tôi có thầm nói, chớ khá vì nàng mà tôi phải bỏ mình." Abimelech hỏi: "Ngươi làm chi cho chúng ta vậy? Ngộ có một người dân đến nằm cùng vợ ngươi, ngươi làm cho chúng ta phải phạm tội." Abimelech bèn truyền lệnh cho cả dân chúng rằng: "Kẻ nào động đến người này hay là vợ người này thì sẽ bị xử tử." Isaac gieo hột giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội trăm phần, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Người nên thịnh vượng, của cải càng ngày càng thêm, cho đến đổi người trở nên rất lớn. Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông. Bởi cơ ấy, dân Philistin đem lòng ganh ghẻ. Mấy cái giếng lúc trước đầy tớ của Abraham cha người đã đào, bây giờ đều bị dân Philistin lấp đất lại hết. Abimelech nói cùng Isaac rằng: "Hãy ra khỏi nơi ta, vì ngươi thịnh vượng hơn chúng ta bội phần." Vậy Isaac bỏ chốn này, đi đến đóng trại tại trũng Gera và ở đó. Isaac bèn đào lại mấy cái giếng người ta đã đào trong đời Abraham cha mình, mà bị dân Philistin lấp đất lại khi Abraham qua đời,
và đặt tên mấy giếng đó như tên của cha mình đã đặt. Các đầy tớ của Isaac còn đào thêm giếng nơi trũng, gặp được một giếng nước mạch. Nhưng bọn chăn chiên Gera tranh giành cùng bọn chăn chiên của Isaac mà rằng: nước đó của chúng ta. Nên người đặt tên giếng này là Esek, vì bọn chăn chiên đó có tranh giành cùng mình. Kế ấy, các đầy tớ đào một giếng khác thì bị tranh giành nhau nữa. Người đặt tên giếng này là Shitna. Đoạn, người bỏ chỗ đó đi đào một giếng khác. Về giếng này họ không tranh giành nhau, nên người đặt tên là Rehoboth mà rằng: bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở rộng rãi, và ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ. Isaac ở đó đi, dời lên Be-e-sheba. Đêm đó Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: ta là Đức Chúa Trời của Abraham cha ngươi, chớ sợ chi, ta ở cùng ngươi, sẽ ban phước cho và thêm dòng dõi ngươi, vì cớ Abraham là tôi tớ ta. Isaac lập một bàn thờ, cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va và đóng trại tại đó. Đoạn, các đầy tớ người đào một cái giếng tại nơi ấy. Vua Abimelech ở Gera đi đến viếng Isaac, có Ahusac bạn mình và Phi-côn quan tổng binh mình đi theo. Isaac bèn hỏi rằng: các người ghét tôi, đã đuổi tôi ra khỏi nơi mình, sao còn đi đến tôi mà chi? Chúng đáp rằng: chúng ta đã thấy rõ ràng Đức Giê-hô-va phù hộ người, nên nói với nhau rằng: phải có một lời thề giữa chúng tôi và người, để chúng ta kết giao ước với người. Hãy thề rằng người chẳng bao giờ làm hại chúng tôi, như chúng tôi đã không động đến người, chỉ hậu đãi người và cho đi bình yên. Bây giờ người được Đức Giê-hô-va ban phước cho. Isaac bày một bữa tiệc, các người đồng ăn uống. Qua ngày sau, chúng dậy sớm lập lời thề với nhau. Rồi Isaac đưa các người đó đi về bình yên. Cùng trong ngày đó, các đầy tớ của Isaac đến đem tin cho người hay về giếng họ đã đào rằng: chúng tôi đã thấy có nước. Người bèn đặt tên cái giếng đó là Shiba, vì cớ đó nên tên thành ấy là Be-e-sheba cho đến ngày nay. Khi Esau được 40 tuổi, cưới Judith, con gái của Be-eri người Hê-tít, và Bách-mác, con gái của Ê-lôn cũng người Hê-tít. Hai dâu đó là một sự cay đắng lòng cho Isaac và Rebecca. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.